Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nó có súng rồi anh em ơi. Tôi xong vỡ mồm. Vỡ mồm. Đã bảo là quất cơ mà anh em. Thấy chưa? Quất xong rồi anh em ạ, thằng này. Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Lên bảng điểm số này 2 kill. Mấy thằng rơm rơm này tính làm gì ở đây vậy? Làm dọn ở đây đấy hả? Một khẩu MP5. Được rồi anh em ơi, let's go. Mấy thằng này tính làm loạn ở đây rồi. Được rồi, để xem là chúng ta sẽ có được gì nào. Ui, khu này đang khá là vắng anh em ơi. Vắng phết nhỉ. Chưa thấy ai nữa. Ê, có người. Có người bên này anh em ạ. Mình tiếp. Hello bạn ơi. May như là hòm sắt ở đây có MP40 thì phải này. Mình kiểm tra lại coi. Không có. Nó chỉ có khẩu MP5 thôi anh em ạ. Vừa nghe thấy tiếng thằng nào gạ dao gạ chảo ở đây nhở? Tự nhiên mất tích mất tiêu rồi á. Không thấy gạ dao gạ chảo nữa nhở? Ồ. Đây, tranh thủ lượm vật phẩm sự kiện một tí. Có bánh phô mai mọi người nhá. Ok, nạp đạn càng đét này. Ai, Zamba thằng khác là sao em ơi? Không, đầu trận mà đầu trận anh chơi Kla anh đấm tay tự tin lắm. Thề luôn anh em ạ, đầu trận tôi chơi Kla tôi đấm tay cực kỳ là tự tin. Ơ, người đâu vậy? Bên trên á hả? Rồi ok, lên trên. Có giáp chống nổ rồi cũng trâu đấy. Nhưng mà để xem là kiếm được cái khẩu MP40 cái đã. Chứ thế này chơi gì anh em? Ồ, đâu rồi? Hello. Không thấy người đâu anh em ạ. Thế tạm P90 nhá. P90 chơi cũng được. Vấn đề gì đâu mọi người. Chơi được cũng ngon à. Ê, tao thấy mình rồi. Thôi thôi đừng anh ơi, đừng qua đây. Anh ơi đừng qua đây. Cái đậu xanh. Sướng chưa em ơi. Đã bảo rồi, đã dặn rồi đừng qua đây. Thế nên là nó xanh mộ rồi anh em ạ. Mối yên mà đẹp chưa em ơi. Tưởng xây mình mà dễ hả? Thanh niên ngáo vãi trưởng. Thế là xong, có 3 kill rồi. Hợp lý nhở. Thằng này kiểu ngáo ngáo à. Xơi kẹo không dễ đâu nha. Chẳng qua là mình từ. Sợ quá anh em ạ, không dám đứng yên một chỗ lút đồ. Không lại bị chúng nó bắn tròn. Ui đấy. Ê đừng. Giật hết cả mình thằng nào đây. Từ lút khẩu súng cái đã làm gì mà căng. Đang bảo từ từ để rút khẩu súng vào bên mê. Đừng mà đây. Đùa, anh đùa với chú đấy à. Sơn kỷ niệm, thôi rảnh quá ngồi sơn lên tường chơi anh em ơi. Rảnh quá ngồi xịt sơn chơi thôi. Mình có bom keo phải không nào. Lút đồ. Lút thêm một mớ bom keo đã. Đây, đạn súng trường quá nhiều rồi anh em ạ. Mỗi tội thằng này đạn tiểu liên thì nó lại không có nhiều ấy. Đây. Bây giờ đang có người để lên này. Thằng bé đang ngay góc nhà thôi. Chị qua. Vui vào nhau ghê thế hai đứa à. Đang solo với nhau à. Cảm ơn có vui. Solo với nhau hả em ơi. Bình tĩnh. Làm sao đấy. Đứng tạm đây còn máu thôi. Căng phết anh em mà không đùa được. Không đùa được anh em ạ. Phải bình tĩnh. Thôi tôi lên tầng 3 đứng tạm vậy. Đùa chứ. Hết đạn tiểu liên rồi nên là không tự tin lắm anh em ơi. Qua đây xem thế nào chứ. À thêm được 3 đạn tiểu liên này. Rồi 50 viên. Ngon. Xuống dưới thôi. Nó vẫn đứng đấy anh em ạ. Đứng đâu vậy em ơi. Thích slow không em ơi. Thôi mày lại dựng mau keo cả. Ôi đừng. Làm sao qua đây. Có giỏi qua đây. À dựng bom keo kín phết anh em ạ. Mình có liệu là mình cho nó xanh mộ này. Từ. Mình cho nó xanh mộ luôn anh em ạ. Xuống dưới đi. Mình có liệu này. Ok. Anh có liệu nha em ơi. Xuống dưới dứt cả. Làm sao đây. Xuống dưới lúc nào vậy. Ôi nhìn thằng bé này. Nhìn thằng bé này thương vãi trở anh em ơi. Câu liệu xuống cả. Ê đừng chạy lẹ. Rồi tuổi gì em.
mỗi tội hết Đại Tiểu Liên rồi, không chơi ngay được. Mình hết Đại Tiểu Liên mất tiêu rồi anh em ơi, không chơi ngay được với nó này. Ăn liệu không em ơi? Ăn liệu không em? Cho hai quả liệu lên trên tạm cái đã. Không trúng phát nào. Thôi tôi chạy. Xin phép anh em tôi chạy nhá, hết Đại Tiểu Liên mà. Chơi shotgun thì thật sự là mình không tự tin chơi khẩu shotgun luôn anh em ơi. Trình độ có hạn thế nên là thôi không chơi shotgun, bỏ chạy thôi. Đang tính khô máu nhưng mà khô máu không nổi thì thôi chứ anh em. Không lại ê vãi trưởng. Bên trên cũng có người luôn. Không lại cố quá thành quá cố thì hơi mệt, thế nên là thôi. Cảm giác không ăn được tôi chạy. Ê đừng. Đậu xem bọn này nó cứ đòi nó xuyên mình anh em ạ. Hay lắm. Hay lắm em ạ, chúng nó cứ đòi xuyên mình. Rồi ok, thêm mấy Đại Tiểu Liên này. Mà Đại Tiểu Liên ngày hôm nay cũng nhận là cũng hơi bị nghèo đấy anh em ơi. Chạy kiếm mãi này. Thấy chưa, nhà bên kia có người. Từ từ không ạ. Không biết mình còn lựu không. Nó canh mình này. À mày canh anh đấy à. Làm sao đấy, coi chừng nhá. Nhà bên kia có tận hai đứa, chuẩn bị là hai đứa cho nó không qua này. Trong cái đấy thì mình hết lựu rồi. Chỉ có lựu choáng thôi. Lựu choáng thì nó hơi bị phế anh em ạ. Ok, làm sao đấy. Nó xuống tới 1 rồi, từ một thằng khác anh em ơi. Khá là căng thẳng. Đậu xanh này. Từ một thằng khác luôn thì căng thẳng rồi. Được, hay lắm. Thế này, nó đang cung lên. Ui, hack xong luôn. Ghê vậy, thế này thì kinh rồi, hay lắm, được, hay lắm em ạ. Good game, yes. Mày chặn đường anh đấy à. Ngon lành. Ok này, giáp chống nổ mới này. Ít ra nó còn giáp, à nó còn mới hơn cái giáp của mình đấy. Ui, thằng này Đại Tiểu Liên nhiều thế. Được, lâu mới vớ được một thằng nó nhiều Đại Tiểu Liên như này. Hợp lý nhá. Thêm Đại Tiểu Liên này. 10 tí máu rồi. 5 tí máu à? Thôi. Vẫn bớt đạn xuống trường này, lượm thêm tí máu là hợp lý nhá. 2 tí máu nữa này. Ok, con dê. Thế nào, sơn xịt ra cả xuống đất đây. Có xe, xuống dưới đi. Xuống dưới đi xấy xe các ông ạ. Để tôi xem nó chạy xe gì nào. Ui, motor chắc, thôi. Con này hơi ghê thật. Thế bảo con motor chắc cả những người dễ lắm. Thế nên là anh em chạy cẩn thận xíu là ok. Đây, đuổi theo nó thôi. Được cái mà thật chắc nó chạy chậm anh em ạ. Anh em chạy bộ thì vẫn có khả năng đuổi được. Thôi bỏ. Nó chạy rồi thì đành chịu thôi anh em ơi. Ăn sao được nó đây. Ok này. Ai, chạy xuống dưới xem. Không biết là còn đứng giáp hay không. Tầm này thì không còn đâu. Thế qua mấy khu khác coi xem thế nào chứ. Ô. No một ai. Rồi xịt kẹo hello tất cả anh em được chưa. Ok, chuẩn bị qua đảo bên cạnh thôi. Bọn tiếp theo mình nghĩ là nó cũng sẽ qua cái đảo như vậy. Chạy qua cầu cho an toàn. Nói thẳng với anh em là không dạy gì. Anh em đu cấp treo tầm này là hơi sai lầm. Thế nên là chạy qua cầu đi. Cho nó nhàn anh em ạ. Có gì anh em còn dựng mông keo. Anh em còn trốn được. Chứ anh em bảo tôi là bây giờ anh đu cấp treo qua đi thì chúng nó sấy có mà anh lại. Ui, anh lại chết khi đu thì hơi chán. Ok. Xem thế nào đi, tiếp tục săn mạng nào mọi người ơi. Từ nãy giờ chưa được trận thông một nào rồi này. Thì xem kiếm lấy trận thông một cái nhỉ. Chứ tôi thì ngại gì bọn này. Ok, lên trên đi. Mình nghĩ là mình sẽ lên trên theo phía 330. Ngay vụ nên gỡ ở dưới hả. Rồi người đâu? Rốt cuộc là người đâu anh em ạ? Đây, thấy thính rồi. Còn người thì chưa thấy đâu anh em ơi. Thính thì đang thơm ngon ở đây. Còn người thì... chịu anh em ạ, có bụi cây. Thế này là thính có khi là thính Rosa rồi anh em ạ. Khả năng cao là như vậy. Rồi xong. Chạy cả vào trong này. À có người thấy rồi. Thấy rồi nhé em ơi, bình tĩnh. Làm sao đây, chỗ nào vậy? Từ từ anh em ạ. Mình cho thằng này lên 3 điểm số này.
nó xấy cái thằng bông keo ngoài kia. Và nó đang ở trong này thôi anh em ạ. Thế nào? Ui, liệu choáng hả? Làm sao đấy mẹ? Ui, ngồi đây à? Thảo nào anh không thấy? Thảo nào anh không thấy? Cái đậu xanh. Thì ra là đây. Thì ra nó ở đấy anh em ạ. Thảo nào kiếm mãi chưa ra được. Ok, tưởng gì cơ. Chỗ bom keo kia của người nha mọi người, chuẩn bị công qua. Đến lúc rồi, sẵn sàng chiến đấu rồi anh em ơi, công qua. Địa hình ở đây thì hơi phức tạp một xíu đấy anh em này. Khá là nhiều chỗ để cho anh em ẩn nấp này. Nó cũng thuận lợi cho anh em di chuyển nữa, không sao. Chạy thẳng qua luôn anh em ơi. Ê, thằng nào lái xe, có được lái xe. Xe đấy hả? Xuống xe đây em ơi, không nổ xe bây giờ. Ok, thằng bé xuống xe rồi anh em ạ. Thằng bé nó xuống xe rồi không ơi. Bắn cho thế không xuống xe mới lạ. Ê, bên trên có người. Chắc nó chạy lên trên hả? Mình thấy bên trên có người này. Một đứa vừa chạy lên phía trên nhà đây rồi. Đây rồi Hải ơi. Đây rồi Hải ơi. Đây rồi Hải ơi. Thế còn đứa nào dựng bóng kèo ở dưới vậy? Đứa nào vậy? Chắc cũng là nó luôn anh em ơi. À, thằng nào gọi drone thính kìa. Bình tĩnh để mình lên trên mình lúc xa nào cái đã. Ê, có người, có người. Gắt vậy. Bên dưới cũng còn người nha. Đậu xanh này hơi gắt này. Hơi gắt anh em ơi. Bên dưới cũng đã còn người. Thế này là hơi gắt nha anh em ơi. Ui, phải nói là rất là đông anh em ạ. Anh em chạy được chỗ nào thì chạy. Anh em chạy được đâu thì chạy thôi. Chứ còn như này làm quả đông dã man rồi. Anh em thì đông chưa, thì gắt chưa. Ui. Căng vậy ai chơi, căng vậy ai chơi anh em ơi. Bọn này sẽ nhau ghê vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đứng tạm đây có đứa trong nhà nhá. Bên này hả? Bên này hả? Bên này hả? Đây bạn em số này bên dưới nhà còn người. Khá là căng thẳng rồi, hình như bên hông cũng còn người luôn. Dựng quả bom keo cho an toàn nhá. Thằng bé này nó không chạy lên thì hơi bị sai anh em ạ. Thế thôi, mình lên trước. Mình quay lại mình sẽ vào bó chơi anh em ạ. Còn kệ nó, tí nữa kiểu gì quán được nó anh em không phải lo. Lên trên này là hợp lý luôn này, còn 8 thằng nữa này. Hồi nãy nhìn quả UAV sợ vãi trưởng luôn. Nó đông quá mà anh em. Nó quá đông luôn ấy. Chạy đâu em ơi? Chạy đâu em ơi? Chạy à? Lên bảng. Nói rồi cơ mà. Chạy như thế thì không lên bảng hơi phí em ạ. Đây bên này. Cái đứa mà vừa gọi drone thì bên này anh em ơi. Let's go, chạy qua. Lần này thì mình qua mình công cho nó xanh mộ luôn anh em ạ. Ghét nhất mấy đứa kiểu thủ nhà như này. Ok, bình tĩnh nhá. Đây rồi, nó đây. Đây anh em ơi, nó kia. Nó kia anh em ơi, làm sao đấy? Tính sơ mình hả? Lại thủ nhà à? Ui, mấy cái thằng nhát chết này. Ra đây em ơi. Thủ nhà hả? Ra đây em ơi, đừng trốn nữa. Cái đậu xanh nó vẫn trốn được anh em ạ. Nó vẫn trốn được anh em ạ, cái đậu xanh. What the hell? Nó trốn đâu rồi? Xuyên tường à? Ô vãi trưởng. Hình như nó xuyên tường rồi anh em ơi. Bữa nay chưa gặp được hack xuyên tường sợ thế. Đậu xanh này làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? 10 kill. Good game. Thế còn cái thằng trong nhà ở đâu rồi? À đây, nó qua bên này. Nó qua nhà bên này rồi anh em ạ. Lẹ ghê vậy. Đúng một quả lựu duy nhất này. Chạy đâu em ơi. Trốn nữa cả. Trốn nổi không em ơi? Trốn này. Ui, thằng bé nó dựng bông keo. Kiểu sợ bị tôi sấy mà anh em. Nhìn thương nhở. Em mà nó dựng bông keo như này làm sao mình ra ngoài được. Ui vãi trưởng. Bình tĩnh. Lắp giảm thanh vào này. Nó dựng bông keo kiểu ngáo vãi trưởng ra anh em ạ. Sấy bông keo mà ra ngoài thôi. Vãi trưởng. Gặp ngay mấy thằng não dựng bông keo như này. Đến quỳ với các ông tướng luôn anh em ạ. Dựng bông keo kiểu thế thì ai chơi nổi được. Dựng quả bông keo cho an toàn nhé. Còn máu thôi. Đậu xanh kiếm được đâu mấy thằng mà cho nó nhát chết như vậy anh em ạ. Nhìn quả, mấy quả nó dựng bông keo cực ngu, nó chặn luôn đường của mình. Bó thu bên kia còn 2 thằng nữa. Còn 2 thằng nòng 3 mà dã thôi anh em ơi.
chứ còn là bây giờ chưa giảm thanh làm gì. Thấy rồi nhá, bao keo. Ui, chúng ta bao keo ngay phía trước mặt anh em ạ. Rồi để coi, hai đứa. Chính xác là hai đứa ngay trước mặt rồi anh em ơi. Ngay hai chỗ bao keo này, đừng, làm sao đấy. Chơi đứa team em à, là chơi gì vậy. Đừng, gắt phết nhá anh em nhá, không đùa. Mình đang cho mo nhá. Gắt phết nhá, không đùa được anh em ạ. Làm sao đứng lại mấy thằng kia. À, một đứa ngay phía sau, tưởng gì. Ghê nhá, gắt rồi nhá, mình không ngờ. Không ngờ phía sau nó còn một đứa này, nó quá tảng đá rồi. Căng, vụ này hay căng của tình tay ba rồi anh em ơi. Đến đoạn của tình tay ba rồi anh em ơi, hơi căng. Mình có một quả lựu này. Chạy đi em ơi. Lựu không tới. Ok, bây giờ chờ bao thu thôi. Mình còn hai quả bông keo, mình nghĩ van được. Anh em yên tâm nhá, trận này 11 kill rồi, cố gắng xem hạ thêm hai đứa nữa, 13 kill top 1 là hợp lý nhá. Bình tĩnh. Đang tính zoom map to để xem bot thu ở đâu nhưng mà không cần đâu, không cần. Tầm này không cần. Bot đã thu lại rồi nhá mọi người ơi. Thằng kia chạy. Chạy em ơi, nó vẫn đứng sau tảng đá. Như vậy. Một đứa đã bị hạ rồi, còn một đứa kia nữa. Thằng bé sau tảng đá bị hạ rồi cơ. Làm sao đấy, qua đây em ơi. Solo, đến lúc slow chưa? Chạy qua đây. Đúng rồi, chạy qua đây em ơi. Đến lúc slow chưa vậy? Đến lúc slow chưa vậy em ơi? Đến lúc slow chưa vậy? Yes, 12 kill top 1. Như vậy là đang tính 13 kill top 1 được có 12 kill thôi à? Không sao cả, ăn mừng này. Yes, tuyệt vời nhá. Ê, chẳng xóa màn hình luôn. Ok. Yes, chưa xem được kết quả trận đấu nữa. Rồi, mình được cộng 46 điểm này. Và chúng ta có 12 kill top 1 nhá. Ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.